Rước đèn trung thu quê mình nha các bạn, 2023. Ông địa ông lăng là quá trời luôn nè, quá trời đông. Nó lăng sư gọc vào đầy đủ luôn nha các bạn, quá trời đông vui. Còn là trẻ em đi nhiều, đi rước đông nguyên tuyến đường luôn nha, giống như ở Sài Gòn nha các bạn. Chạy lên tới chảnh luôn nè, rồi dán hết một khúc rồi.